Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay. Và trong chủ đề ngày hôm nay, em và anh chị chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về thị trường, những cái diễn biến trong phiên ngày 8 tháng 11 và thị trường của mình có một pha quay xe vào cuối phiên. Liệu đây có phải là những cái điểm mua hay không? Thì anh chị hãy xem hết video này nhé. Và đầu tiên anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video để mà có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất tại kênh YouTube VT Stock. Và nếu như anh chị có những câu hỏi nào về cổ phiếu, về thị trường thì mình có thể để lại bên dưới phần bình luận. Em sẽ hỗ trợ anh chị trong những video kế tiếp. Và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến các cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản. Và sáng ngày hôm nay 8 tháng 11 thì có cuộc họp giữa chính phủ và các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam cũng như là các bộ xây dựng thì liệu các cổ phiếu trong những phiên kế tiếp nó có những cái nhịp phục hồi hay không hay là những anh chị nào đang rơi vào những cái tình trạng không biết xử lý thì mình nên xử lý như thế nào và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về những cái số liệu trong phiên ngày 8 tháng 11 ngày hôm nay về giá trị giao dịch của thị trường chỉ đâu đo đó khoảng 11.000 tỷ và thị trường của mình tăng trong phiên ATC khoảng 646 điểm và trước phiên ATC 2h30 thì thị trường của mình tăng chỉ đâu đó khoảng gần 2 điểm. Và trong phiên ATC thì rất nhiều các cổ phiếu trong rổ V30 được kéo, ví dụ như là gì? ACB, BID, BVH, CTG, FPT, GVR, GAS Và ngày hôm nay chúng ta có 209 mã tăng, 89 mã giữ tham chiếu và 232 mã giảm. Về chiều tác động của VN30 thì ngày hôm nay VN30 tăng khỏe hơn, đóng cửa quanh 980 và có 23 mã tăng, không mà giữ tham chiếu và bảy mã giảm. Và chung ngày hôm nay nó có một cái sự nhiễu sóng nhất định là vào cuối phiên đồng loạt các cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng và các cổ phiếu trong rổ V30 lại kéo. Và anh chị có thể thấy đây là cái biến động giá của thị trường. Sau 2 giờ thị trường của mình bắt đầu phục hồi và đặc biệt là khoảng 2 giờ 15, 2 giờ 20 là cái giai đoạn thị trường của mình nó có những nhịp bực tăng khá là tốt vậy liệu hiện tại thị trường của mình nó đã có những cái tín hiệu an toàn để mà giải ngân hay chưa thì đối với em thì nó sẽ đánh giá tùy vào các nhóm ngành tùy vào các cổ phiếu như hiện tại các cổ phiếu trong nhóm ngành thép vẫn tiếp tục rơi trong khi chiều hướng của các cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng thì nó đang vẫn có những cái xu hướng vẫn được những dòng tiền chú ý và bây giờ chúng ta sẽ đi qua về bảng giá của thị trường chứng khoán của thế giới rồi anh chị thấy thị trường của Dow Jones thì hiện tại là tăng khoảng 423 điểm và một số thị trường của khu vực của châu Âu Nhìn chung các thị trường của khu vực châu Âu thì nó cũng không có mấy là diễn biến, chủ yếu là tăng từ 0.2 đến 0.5. Và đối với thị trường của khu vực của châu Á như là Shanghai này, giảm 13 điểm, hay là China A50 thì giảm 101 điểm, Hang Seng giảm 38 điểm. Và các thị trường khu vực châu Á lẫn các thị, trường khu vực châu Âu thì em nhìn chung thấy đang có một cái quá trình xa quay và chưa có những cái biến động nào. Và kỳ vọng thị trường của mình trong ngày mai nó sẽ không có những nhịp rung lắc lớn với thị trường của mình thì các cổ phiếu mà góp phần khiến thị trường giảm điểm là có Novaland tiếp tục là một trong những mã bịch cung sàn ngày hôm nay. Ngoài ra còn có Phát Đạt và Hòa Phát, PDR, DG, SAP, VRE, EB, Đức Xanh là những mã cổ phiếu góp phần khiến thị trường mình giảm và ở cái giai đoạn hiện tại tình trạng không margin không còn ở xảy ra với nhà đầu tư mà xảy ra với hàng loạt ban lãnh đạo ví dụ như là DIG thì vừa rồi cũng bị không hay là phát đạt hay là Novaland đối với phát đạt thì ngày hôm nay bị call margin bởi công ty chứng khoán Tân Việt, đó đó khoảng 1,8 triệu cổ phiếu và vô hình chung nó gây một áp lực rất là lớn với thị trường của mình. Nhưng bên chiều hướng tăng thì các cổ phiếu như là BID, Vietcombank, Gas, MWG, CTG, GVR, ACB, Masan là những mã cổ phiếu có một cái sự phục hồi và trong đó BID nó kéo thị trường của mình tăng khoảng 2 điểm. Về dòng tiền thì ngày hôm nay thị trường của mình đã có một cái sự lan tỏa dòng tiền nhất định, 209 mã tăng và chiếm hầu hết hơn uh, gần 50% tất cả các chỉ số ngày hôm nay. Và chiều hướng của nước ngoài thì ngày hôm nay họ mua khá là nhiều, khoảng 536 tỷ. Và em nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi khi thị trường của mình được các tổ chức, các nước ngoài họ mua thì liệu nó có đi lên hay không? Thì khi các nước ngoài họ đầu tư, họ sẽ định giá về doanh nghiệp, coi doanh nghiệp nó có rẻ hay không. Ví dụ ở thời điểm hiện tại về những áp lực commerce, về những áp lực for sale khiến giá cổ phiếu dưới giá trị thật của doanh nghiệp và bắt bắt đầu là các khó ngoài họ bắt đầu họ quay trở lại họ mua với các cổ phiếu này và không phải là khi họ mua thì đồng loạt các cổ phiếu này nó sẽ có những cái phục hồi 15 20 bởi vì họ đang định giá với doanh nghiệp ở một cái mức giá hấp dẫn và khi những cái cổ phiếu này nó bật tăng thêm một cái mức độ khoảng 50 10 thì chết là họ sẽ quan sát và đánh giá lại với chiều hướng của thuộc danh thì ngày hôm nay họ giao dịch đâu đó khoảng 438 tỷ trong đó có khang điền, Gemadep, Techcombank là ba mạng cổ phiếu bị bán khối lượng khá là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về thị trường trong phiên ngày hôm nay. Ngày hôm nay thị trường của mình buổi sáng có những cái nhịp nhúng về 957 và sau đó rút chân lên. Và hiện tại chỉ thấy thị trường của mình nó đang có những cái vùng cân bằng ở lại đây. Và khối lượng của nó khoảng 534 triệu cổ phiếu cao hơn trung bình. Và ngày hôm nay đó là một cái phiên giải tỏa tâm lý, một cái phiên phục hồi. Và có một vài mã cổ phiếu trong những ngành bất động sản được cứu. Ví dụ như là KBC hay là Sale hay là Nam uh, Từ Liêm hay là một vài mã cổ phiếu nó cũng có những cái tín hiệu bất tăng lại và liệu thị trường của mình trong phiên ngày mai nó sẽ vận động như thế nào thì trước mắt theo cái đà ngày hôm nay thì thị trường của mình nó sẽ có những nhịp test lại về cái vùng bên trên đó đó khoảng 997 ở đây tiệm cận gần cái vùng hình nhưng anh chị hãy để ý đây là một trong những cái vùng kháng cự khá là mạnh của thị trường và khi thị trường của mình nó phục hồi một cây như thế này không phải là những phiên để anh chị mua em sẽ lấy anh chị dẫn chứng nhé thứ nhất thị trường của mình đang trong những cái quá trình rơi nè và cái biên của thị trường đang rất là lỏng đây là cái biên của thị trường đang ở trong một cái mức độ rất là lỏng và anh chị thấy thị trường của mình nó có một cái phiên ngày 30 tháng 9 khi có những cái quá trình phục hồi nhưng sau đó thị trường của mình nó vẫn tiếp tục rơi bởi vì sao bởi vì đây là cái giai đoạn thị trường đang trong những cái quá trình điều chỉnh và khi thị trường điều chỉnh thì chúng ta không biết khi nào thị trường của mình nó có những cái nhịp phục hồi đủ lớn trừ khi các nhóm ngành rơi nó phải trở lại và anh chị thấy ngày hôm nay những cái nhóm ngành như là thép nè và một vài các cổ phiếu khác trong nhóm ngành bất động sản nó vẫn có những cái tín hiệu là bịch cung như là Novaland phát đạt hay là đích uh, thì nó cũng khiến thị trường của mình chưa thể nào mà bật tăng hình chữ V lên ngay được và nó sẽ có những cái quá trình lên sinh ở đây test đi test lại rất là nhiều và trong trường hợp xấu hơn ví dụ các cổ phiếu như là thép bất động sản và kết hợp một vài mã cổ phiếu khác nó vẫn tiếp tục điều chỉnh điều chỉnh thì khả năng thị trường của mình nó sẽ rất là xấu và có thể thủng những cái vùng 959 ở đây. Và nếu như có những cái diễn biến, có những cái cập nhật nào thì em sẽ cập nhật ngay với anh chị nhé. Và anh chị thấy đối với cái thị trường hiện tại á nó có rất là nhiều những cái phiên giải tỏa tâm lý nhưng sau đó vẫn tiếp tục rơi. Em sẽ lấy anh chị ví dụ. Đây. Đây là những cái phiên giải tỏa tâm lý của thị trường khi thị trường của mình đã có những quá trình rơi hai phiên mở biên lớn thì chích nó sẽ có một cái phiên phục hồi đây giải tỏa tâm lý và đây giải tỏa tâm lý nhưng đối với thị trường của mình nó muốn đi lên thứ nhất nó phải có sự tham gia của dòng tiền thứ hai nó phải có sự dẫn dắt của các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành và đối với cái thị trường hiện tại cái biên của nó rất là lỏng và nó đang giống như cái giai đoạn rơi từ một nghìn năm này. có những cái cây phục hồi có những cái cây phục hồi và tiếp tục là phục hồi nhưng khi thị trường của mình đó nó có những cái tín hiệu cân bằng tạo đáy thì lúc đó em và anh chị chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại còn hiện tại em vẫn đang quan sát với thị trường và ngày hôm nay có rất là nhiều cái cổ phiếu trong những ngành ngân hàng được dòng tiền thông minh đã lại và cái biên của nó đang rất là lỏng ví dụ như là liên việt Postbank ngày hôm qua sàn thì ngày hôm nay bật tăng 5% hay là STB cũng tương tự và nhìn chung những cái cổ phiếu trong những ngành ngân hàng á nếu như mà không có những cái cổ phiếu đấy thì em nghĩ thị trường của mình nó sẽ gãy rất là sâu. Vì vậy anh chị hãy cẩn thận và nên quan sát trong cái bối cảnh hiện tại. Còn ví dụ anh chị đang kẹp với các cổ phiếu trong những ngành bất động sản với một cái số lượng quá là lớn mà mình không biết xử lý thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại thì em sẽ cân nhắc xem xét về những cái mặt cổ phiếu của anh chị coi nó có an toàn hay không về mặt cơ bản hay là về mặt doanh nghiệp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phân tích về một vài mã cổ phiếu trong những ngành ngân hàng. Và anh chị thấy ngày hôm nay BID nó bật tăng rất là tốt và dòng tiền cao. Có sự tham gia của dòng tiền thể hiện ở những cái phiên khối lượng ngày càng tăng dần lên và trend xu hướng của nó vẫn đang giữ trong những cái trend khá là tốt. Và đối với những cái cổ phiếu này á, nếu như nó xuất hiện những cái điểm mua thì anh chị phải lưu ý giúp em nó phải có một cái biên tái tích lũy lại nha. Nó phải tái tích lũy ở trong một cái biên nhất định thì nó sẽ có những cái điểm mua. Đây là cái giai đoạn cổ phiếu tái tích lũy lại sau những cái quá trình tăng này. Dòng tiền vào nè, rất là giống như anh chị dòng tiền vào tái tích lũy lại kỳ cung thì đây là những cái giai đoạn mà anh chị phải quan sát và tìm những cái điểm mua và anh chị cứ follow sát kênh youtube Stock. nếu như có những cái điểm mua tương tự thì em sẽ cập nhật với anh chị ngay nhé và đối với các cổ phiếu trong những ngân hàng thì nó đang thể hiện một cái bộ mặt khá là tốt và đối với thông tin vĩ mô trong nước thì hiện tại là ngân hàng nhà nước vẫn đang bơm ra trong những cái nguồn tiền với cái lĩnh vực là tín phiếu và cái con số đó đó khoảng hơn 71 000 tỷ tính đến cái thời điểm hiện tại và những cái số liệu này nó chỉ được bơm ra trong khoảng 2 tuần để cho các ngân hàng họ giải quyết những cái khoản nợ trong vòng sớm nhất và đối với những cái thông tin này thì đó là một trong những hoạt động khá là bình thường của ngân hàng nhà nước khi họ phải bơm rút liên tục để mà tạo những cái nguồn thanh khoản cho các ngân hàng còn cái vấn đề là nới rơm hay không thì cái đó mình phải chờ chính phủ có câu trả lời và hiện tại trong cái cuộc họp vào sáng ngày hôm nay của thủ tướng với các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam và các bộ xây dựng thì Hiệp hội bất động sản họ đang kiến nghị và đề nghị Thủ tướng trong cuối năm nay sẽ tăng cái gói giải ngân khoảng 1 đến 2% tương đương với 100 đến 200 nghìn tỷ về cái vấn đề là giải ngân cho bất động sản và giải quyết cái bài toán vào cuối năm. Và hiện tại đối với những cái cổ phiếu trong những ngành bất động sản nó bị vẫn bị đang siết về những cái dụng khá là lớn. Và hiện tại những cái ngân hàng à, khi mà anh chị ra ngân hàng anh chị đề nghị mà cấp những cái khoản vay mới cho mình thì hiện tại các ngân hàng họ đang hết room và rất là khó để mà giải ngân và cái lãi suất ngân hàng hiện tại cũng đang có những cái sự tăng cao lên ví dụ như là ACB thì lãi suất cho vay hiện tại là 12% một năm và anh chị hãy để ý khi mà lãi suất cho vay nó cao thì các doanh nghiệp bất động sản nó vẫn rất là khó khăn và tính đến cái thời điểm hiện tại là hơn 100 dự án họ vẫn đang bị treo về cái vấn đề pháp lý treo về những vấn đề là giải ngân thành ra là những cái cổ phiếu bất động sản ngắn hạn chắc chắn là sẽ còn gặp rất là nhiều cái khó khăn và nếu như những cái thông tin mà chính phủ họ chấp nhận duyệt thêm 1 đến 2% rum tín dụng thì may ra nó sẽ có một cái sự khởi sắc đối với những ngành này. Và anh chị quay trở lại với các cổ phiếu trong những ngành ngân hàng thì một vài thằng mà nó liên quan đến trái phiếu ví dụ như là HDBank liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp của Vietjet thì nó giảm rất là sâu và nó có những cái quá trình gãy trend còn những cái thằng như là ngân hàng nhà nước BID nè nó vẫn đang bám những cái trend xu hướng rất là tốt CTG nè vẫn đang bám những cái trend nhưng anh chị hãy để giúp em là xu hướng của nó về những cái trend line rất là lỏng nhé và những cái thằng này nếu như nó muốn có những cái nhịp tăng đủ lớn thì nó phải siết biên chắc chắn là nó phải siết biên ở đây ví dụ bởi vì sao anh chị? Bởi vì khi cổ phiếu nó xiết biên thể hiện là các tổ chức họ đang thâu gom lại ở một cái vùng giá nhất định. Khi cổ phiếu ở những cái vùng giá 23.85, em lấy ví dụ, họ mua ở đây và họ chỉ mua trong những cái vùng 23 đến 24 dưới 25 thì nó sẽ có một cái biên độ giá giống như ở cái giai đoạn này. Còn khi mà các tổ chức họ không đồng nhất gom lại ở những cái vùng giá này thì cái biên của nó sẽ rất là lỏng lẻo. Mà một cổ phiếu nó có những cái tín hiệu biên lỏng lẻo thì đây là cái ví dụ nó sẽ rất là khó lên là cái thứ nhất và cái rủi ro của nó sẽ rất là lớn bởi vì khi cổ phiếu nó có những cái tín hiệu về biên độ thể hiện cái tâm lý nhà đầu tư đang rất là hoang mang và em nghĩ là rất là nhiều những anh chị mà mình đang cầm những cái cổ phiếu ngân hàng á mà anh chị thấy ngân hàng phục hồi là anh chị đang rất là muốn mua trả lại và anh chị thấy SHB ngày hôm qua giảm 4%, 5% ngày hôm nay tăng 4.2 thì hầu như là những anh chị nào mình bán ngày hôm qua mình sẽ thấy tiếc nhưng anh chị hãy để giúp em nhé khi thị trường của mình nó phục hồi thì cái điều đó nó chỉ à, mình chúng ta chỉ biết khi nó xảy ra còn trong những quá trình rơi làm sao mình biết nó không rơi nữa nên anh chị hãy đặt cái quản trị rủi ro lên hàng đầu cho dù bất cứ những hoàn cảnh nào khi các cổ phiếu vi phạm những cái quy tắc của mình thì anh chị cân nhắc là mình xử lý ngay tránh những cái tình trạng là mình ôm hàng và không biết xử lý khi giá cổ phiếu rớt sau và nhìn chung những cái cổ phiếu trong những ngành ngân hàng nó đang có những quá trình siết biên và nâng đẩy lên và dòng tiền hiện tại vẫn đang nằm trong những cái cổ phiếu này và em vẫn luôn quan sát với những cái cổ phiếu trong những ngành ngân hàng để mình chờ những cái giai đoạn sau đánh lại ha anh chị hãy để ý giúp em cổ phiếu trong những ngành ngân hàng là những cái thằng khỏe nhất ở cái thời điểm hiện tại và trước đó em và khách hàng cũng mua tại những cái phiên như thế này và đâu đó T1 T2 lãi khoảng 4 đến 7 phần trăm đấy nhưng khi hàng về của mình gặp thị trường biến động thì em cũng phải cân nhắc là mình bán hòa vốn và nếu như anh chị nào mình lỗ à, vào chậm thì lỗ nhẹ đâu đó khoảng một hai like và cái thiệt hại nó cũng không phải là lớn và đó là những cái kinh nghiệm khi mình xử lý ví dụ thị trường của mình nó mở biên như thế này mà làm sao chúng ta biết là thị trường của mình nó sẽ không ngừng rơi ngày hôm nay thị trường hồi chắc nhiên ngày mai thị trường của mình nó hồi nữa vì vậy anh chị hãy chủ động với những cái phần tài sản của mình và đó là những cái mà chị cần phải tập cho một cái thói quen khi cổ phiếu vi phạm về những cái quy tắc cắt lỗ là mình phải chấp hành ngay không kiên kỵ bất cứ những cái cổ phiếu nào và mình không ưu ái bất cứ cổ phiếu nào và những cái thằng STB cái biên của nó đang rất là lỏng nha, và anh chị hãy chú ý những cái thằng này khi nó siết biên tạo một cái vùng giá nhất định thì chắc chắn nó sẽ có những cái điểm để anh chị vào và anh chị hãy để ý khi nó siết biên mà có những cái cây xác nhận về dòng tiền nha thì lúc đó là những cái phiên mà anh chị vào rất là an tâm và em vẫn luôn theo sát với các cổ phiếu trong những ngành ngân hàng và anh chị muốn cập nhật những cái điểm mua thì anh chị hãy follow kênh xác YouTube VT Stock em sẽ cập nhật với anh chị ngay hoặc anh chị quét mã QR code bên góc trái màn hình để có thể đồng hành với em tại room cộng đồng nhé. Techcombank thì những mã này đang có những cái xu hướng xe quay thôi nhưng cái biên của nó nó không đẹp bằng những cái thằng như là CTG hay là BID. Vibăng, à, là một trong những cái doanh nghiệp khá là tốt về ngân hàng và nó có những cái tốc độ tăng trưởng rất là ok và doanh nghiệp này là một trong những cái doanh nghiệp mà em nghĩ nó có những cái tốc độ tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong năm 2022 và đối với những cái thằng này cái khối lượng của nó đang rất là lỏng lẻo và đang rất là cao. Nếu như nó có những cái điểm mua thì nó phải có những cái quá trình siết biên trở lại như những cái thằng khác thì nó sẽ đồng nghĩa với mình là thị trường lúc này nó sẽ siết biên luôn bởi vì những cái thằng này đang mang tính chất là gì chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn đối với thị trường thì khi các cổ phiếu chiếm những cái tỷ trọng lớn siết biên thì thị trường của mình nó sẽ cân bằng và sẽ an toàn hơn rất là nhiều và đó là góc nhìn của em về các cổ phiếu trong những ngành ngân hàng nhé rồi À, về các cổ phiếu trong những ngành chứng khoán thì nó lại có một cái sự phân hóa ví dụ như là những cái thằng FTS này, đang có những cái xuống đục về những cái phần đáy phía dưới và khối lượng rất là cao thì những cái thằng này nó báo tín hiệu là cả dòng này chưa có những cái tín hiệu an toàn ví dụ anh chị thấy hát xem nè ngày hôm nay bật tăng trở lại nha nhưng cái khối lượng của nó như thế nào với phiên ngày hôm qua bé hơn với phiên ngày hôm qua và những cái vùng kẹp trên đây vẫn là một trong những cái vùng khối lượng lớn và lượng nhà tư vẫn còn để bám rất nhiều thì khi nó gặp những cái lực cản chắc chắn là nó sẽ có những quá trình rung lắc và điều chỉnh trở lại và những cái thằng này nếu như nó muốn tăng á, thì nó phải có một cái tín hiệu là cạn kiệt về khối lượng chứng tỏ là những nhà đầu tư cá nhân họ không bán hoặc là họ không còn hàng thì may ra những cái thằng này nó có những cái nhịp có sự tham gia của những cái dòng tiền thông minh còn lại là những cái thằng khác như SSI nè ngày hôm nay nó cũng phục hồi nhưng khi một cái cổ phiếu trong những cái trend xu hướng xuống mà chị thấy phục hồi chị mua thì khả năng chị nhịp điều chỉnh ví dụ HBC nhá HBC thì cái phiên này là cái phiên phục hồi này, nó rất giống như những cái thằng uh, bao ngày hôm nay và sau đó nó có ba phiên sạc ba phiên sàn nha anh chị và anh chị nào mình thấy những cái phiên phục hồi những cái giá cổ phiếu rẻ mà anh chị mua chắc chắn là gì chắc chắn anh chị sẽ ít nhiều anh chị bị những cái cổ phiếu bị thị trường của mình nó có những cái quả bull trap và từ đó là danh mục của chị rất là rủi ro nhé về cả dòng chứng khoán thì em nghĩ nó mang tính chất độ nhạy với thị trường rất là cao và trong năm 2022 đến năm 2023 về tốc độ tăng trưởng của các công ty chứng khoán thì em nghĩ nó sẽ có cái sự chậm lại chúng ta không biết là nó tăng trưởng cụ thể là bao nhiêu so với cùng kỳ nhưng đối với cái nguồn thanh khoản hiện tại cũng như là những cái phần um, uh, margin của các công ty đang siết thì uh, cái tốc độ tăng trưởng em nghĩ nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với năm 2020, 2021 và chúng ta không thể nào kỳ vọng những cái sóng này nó tăng gấp 3 gấp 5 lần nữa mà chúng ta chỉ kỳ vọng đâu đó có những nhịp phục hồi ít nhất là 15 20% và khi nào nó có những cái điểm vào thì em sẽ cập nhật với anh chị ngay tại kênh YouTube. Vì vậy anh chị hãy bấm ngay một cái nút like cũng như là follow kênh nhé rồi những cái thằng khác như là FTS nè, CTS nè thì những cái thằng này đang có những quá trình phục hồi và phân hóa và khi những cái thằng này nó không đồng đều đi ví dụ như là VCI ngày hôm nay cũng bật tăng nè 3.9% và khối lượng của nó nó thấp hơn với phiên ngày hôm qua thì nó test lại những cái vùng bên trên và đây là một trong những cái giai đoạn rất là khó khăn rất là à, nhạy cảm của các cổ phiếu trong những ngành chứng khoán khi khối lượng lớn và cái biên lỏng nhé Đây là những cái vùng mà chị cần phải quan sát chứ không phải là đây là những cái điểm mua. Mà chị, mà chị hãy chú ý một vài cổ phiếu trong những ngành thép ví dụ như là họ Phát vừa rồi phải đóng bốn lò cao khi mà cái sản lượng tồn kho vẫn đang rất là lớn và cái báo cáo tài chính quý ba hiện tại họ Phát lỗ đó khoảng 1.900 tỷ hoặc là 1.700 tỷ và anh chị thấy những cái mã cổ phiếu này nó đang đen trong những quá trình rơi có chăng những cái nhịp phục hồi là những cái nhịp anh chị cơ cấu chứ không phải là những cái điểm mua và anh chị càng mua trong những cái xu hướng xuống thì khả năng anh chị về bờ nó sẽ rất là khó nhé và những cái thằng này chúng ta không biết nó rơi vào bao nhiêu đâu và uh, những cái thằng này em nghĩ nếu như mà anh chị kẹp á thì anh chị cân nhắc là mình ví dụ anh chị kẹp lỗ quá lần đi thì chắc chắn là những cái vùng này anh chị bán thì anh chị sẽ rất là khó xử lý và em nghĩ là mình nên cân nhắc là mình chờ những cái nhịp thị trường của mình cân bằng khi thị trường đồng nghĩa cổ phiếu nó cũng sẽ có những quá trình chấn lại những cái đà rơi trước đã và sẽ có những nhịp phục hồi cùng với thị trường và anh chị có thể là mua rải ra với các cổ phiếu uh, cùng cái giai đoạn là thị trường của mình đã cân bằng để mà xử lý những cái cổ phiếu nó giảm xong nhé rồi về hóa sen năm kim thì những cái này vẫn tiếp tục rơi nha và phá đáy rồi khối lượng rất là cao thì những cái này rất là xấu với thị trường ví dụ trong những cái phiên kế tiếp mà hóa sen năm kim nó bật lại đi thì thị trường của mình nó sẽ cân bằng rất là đẹp và mở ra rất nhiều những cái điểm mua còn không thì những cái này vẫn tiếp tục rơi thì thị trường của mình nó sẽ rất là khó lên và chị hãy nắm bắt những cái thông tin này nhé một vài thằng khác như là dầu khí nè, với những cái thông tin là cuối năm nay Trung Quốc họ có thể là mở cửa lại nền kinh tế, thì giá dầu hiện tại cũng có những cái sự quay trở lại về mốc 90, 90 USD một thùng. Và anh chị hãy để ý là những cái thằng như là BVS nó có những cái quá trình siết biên ở những cái vùng giá 21, 22 này rất là cứng. Ngày hôm nay tăng 6... 6.5% thì nó test về những cái vùng kháng cự bên trên, khối lượng cũng không mấy là đột biến thì những cái thằng này cái biên của nó đang siết chặt rồi, nhưng nó vẫn đang yếu tố là thiếu yếu tố là dòng tiền vào để mà xác nhận một cái nhịp đánh chính và những cái thằng này nó bị một cái con BVD á. BVD là một trong những cái con mà mang tính chất đầu cơ và trước đó nó có những cái cây phân phối của tôi nhất nè. Thì đây là một trong những cái thằng mà một con sâu làm rầu nở canh, thành ra em vẫn đang sát với thị trường tìm những cái cơ hội của tất cả các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành. Nếu như có những cái tín hiệu nào đủ an toàn thì em sẽ cập nhật với anh chị ha. Nên là anh chị đừng À, đừng có quá lo lắng là mình bỏ lỡ cơ hội cơ hội luôn có nhưng quan trọng mình có tiền để mình vào với thị trường hay không BVS hiện tại ở BVC thì khối lượng nó rất là bé ha và chưa có những cái sự đồng thuận của một dòng thành ra những cái dòng dầu khí thì nó chưa có những cái điểm nào quý là mình quan sát thôi về năng lượng tái tạo như là Hà Đô Hà Đô ngày hôm nay rút chân rất là kinh tăng 4% từ sàn lên trần 10% ha và khối lượng rất là cao có sự tham gia vào ngày hôm nay Hà Đô được cứu nha Hà Đô ngày hôm nay được cứu và ngoài ra có những cái thằng À, bất động sản khác như là KDH nè nó cũng được cứu thì nhìn nhìn chung nếu như một cổ phiếu trong một nhóm ngành nó có những cái tín hiệu được cứu cánh thì những cái thằng khác em nghĩ trong những cái phiên kế tiếp có những cái sự đợi giá của các tổ chức khi những các lực bán của không mà riêng ban lãnh đạo bớt đi ha rồi, về Hà Đô thì nó sẽ test về những cái vùng bên trên và đây là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu bất động sản ở phía Nam. Và đối với Hà Đô thì cái nguồn doanh thu hiện tại nó không tập trung vào mảng bất động sản nữa mà nó tập trung qua mạng là thủy điện. Và anh chị thấy báo cáo tài chính quý 2 quý 3 vừa rồi của Hà Đô rất là đẹp và hơn 50 đến 70% là nguồn doanh thu đến từ mảng năng lượng thủy điện nha. Rồi một vài thằng khác như là ở BCG này, với một số dự án là dự án mặt trời, dự án năng lượng sạch thì nhìn chung giá cổ phiếu đang rất là rất là xấu rồi. Khả năng những cái thằng này vẫn sẽ tiếp tục rơi nhé những cái thằng này đang trong những quá trình rơi thì mình không biết là sẽ rơi về bao nhiêu đâu nên mình hạn chế mình đoán đấy mình chỉ cần biết nếu như thị trường cân bằng mình nên mua con nào để mà tối ưu và xu hướng những thằng này sẽ tìm về những cái vùng dưới khoảng giá 5.8 đến 5.5 tùy vào thị trường nt hai ngày hôm nay kéo lại ha và những cái thằng này không phải là những cái đi mua về bởi vì sao chị bởi vì những cái thằng này đang có những quá trình rơi đi mà khi thị trường hồi thì nó sẽ kéo những cái thằng mang tính chất là gì mang tính chất là bị bó cung thanh khoản làm giá thì những cái thằng này sẽ được dùng để mà kéo chỉ số được dùng để mà kéo lên trở lại mà đối với những cái thằng này đang có những quá trình rơi đâu đó từ những cái vùng 27 đi về những cái vùng giá 21 là 6 giá khoảng 20 phần thì hồi 2 phần trăm nó không mấy là nhiều đâu nó không đáng để mình chị vào một vài khác như là bao nữa anh chị thấy ngày hôm nay tăng rất ok ví dụ thị trường đẹp là em sẽ múc con này ngay thị trường của mình cân bằng thị trường có những cái tín hiệu bùng nổ thay đà đi thì em sẽ mua con này ngay nhưng thị trường hiện tại của mình nó chưa có những cái sự xác nhận nó đang rất là giống như con khác đây cái phiên này là giống con bao nè bậc tăng trần là khối lượng cao nè nhưng sao anh chị nhưng khi thị trường yếu là những con này nó quay quay đầu lại ngay đây những à, thị trường yếu là những cái này sẽ quay đầu lại ngay. Còn cái vấn đề mà nếu như nó muốn vào trận thì nó phải giữ giá, nó phải tái tích lũy ở những vùng trên giá 10.45 này. Tái tích lệ ở đây thì nó sẽ mở ra những cái điểm mua ở đằng sau. Ha, vì vậy anh chị hãy follow sát kênh YouTube Daily Stock nhé. Một vài thằng như riêng ngày hôm nay phục hồi 2% khối lượng rất là bé nha. Chẳng có tổ chức nào mua ở đây đâu anh chị, chẳng có tổ chức nào mua. Bởi vì sao? Bởi vì khối lượng bé như thế này thì làm sao được thể hiện những cái dấu chân của tổ chức chỉ là những cái nhịp bắt đáy thôi và những cái thằng này khả năng nó vẫn sẽ tiếp tục có những phục hồi test về bên trên và khi test không thành công thì sao thì nó sẽ cắm đầu về bên dưới nhé và đây không phải là những cái điểm mua đối với những cái cổ phiếu năng lượng tái tạo thị xã ngày hôm nay ADV tiếp tục nằm sàn mặc dù kết quả kinh doanh quý 3 của những cái xuất khẩu về cá tra sang thị trường của Mỹ rất là cao tuy nhiên về báo cáo tài chính của nó nó đã thể hiện trước những cái biên độ giá rồi biên độ giá đã đầy đã đã chạy trước rồi nên ở đây là những cái quá trình chu trình đẻ giá của cổ phiếu và một cổ phiếu luôn sẽ có bốn chu kỳ thứ nhất là tích lũy thứ hai là đẻ giá thứ ba là phân phối đỉnh và thứ tư là đẻ giá và anh chị nào đang là học viên trong room cộng đồng của em hoàn toàn miễn phí thì anh chị cũng đã học được những cái bài này và những cái thằng nào đang trong pha đẻ giá thì tuyệt đối là nên né ha một vài thằng khác như là uh, TNG dịch may thì nó có những cái nhịp phục hồi thôi. Thì nếu như anh chị bắt T cộng thì em nghĩ là vẫn sẽ có những nhịp đâu đó khoảng ít nhất là 3-5%. Nhưng em thì không phải đánh những cái trường phái T cộng. Bởi vì em là dân đánh sóng, đánh sóng ngành và sóng dòng. Khi thị trường có sóng thì anh chị sẽ vào rất là an toàn. Và ít nhất là một cơn sóng anh chị sẽ kiếm 15-20%. Chứ không phải là anh chị kiếm 3-5% rất là vất vả và khiến cho cái tâm lý của mình không được ổn định. Một vài hàng VHC đang có những cái tín hiệu giữ giá nha. Đây là những cái tín hiệu của tổ chức họ giữ giá rồi à, uh, thanh khoản này rất là bé thì chẳng có tổ chức bán đâu chủ yếu là họ đang giữ giá thôi thì những cái thằng này chưa có những cái điểm mà anh chị vào đó anh chị cần phải chú ý hiện tại quan trọng nhất là thị trường và anh chị nào xem những cái video trước đó của em em có chia sẻ với cái con CKG trong cái trường hợp thị trường cân bằng thì sẽ tái tích lũy này nếu như thị trường của mình không cân bằng thì sẽ cắm đầu về bên dưới nhé và đây là cái quá trình tái phân phối có thể là kéo lên tái phân phối nha anh chị đây kéo lên để tái phân phối anh chị cần quan sát một vài thằng như DG hiện tại là vấn đi đang không của tích lần là... Đúng. Đó nó đó khoảng mấy triệu cổ phiếu DG thì nhìn chung những cái thằng này đang bịch cung rất là kinh khủng ha và khi nào ban lãnh đạo vào cứu thì chúng ta vẫn không biết tuy nhiên hiện tại nếu mà anh chị kẹp sâu quá thì đương nhiên đây không phải là những cái điểm bán nữa bởi vì khi anh chị bán tại những cái vùng giá khoảng 20 đi với 14 đi thì nó cũng không khác là mấy bởi vì mình đã lỗ quá sâu rồi trừ những anh chị nào bị phọt sale căng margin thì cái đó là xử lý riêng còn những anh chị mà mình rơi vào những cái tình trạng không biết xử lý mà không bán được thì bây giờ mình chỉ chờ chờ những cái thông tin về chính phủ trả lời bất động sản thì có chăng nó sẽ có những cái hồi đủ lớn test về những cái vùng gáp bên trên nhé đức xanh à, hiện tại đối với đức xanh thì khối lượng bán cũng rất là cao thì đối với những cái thằng này em nghĩ nó sẽ có những cái nhịp quay trở lại về bên trên tùy vào những cái thông tin và thị trường còn nếu như những cái thằng này nó không quay trở về bên trên mà chỉ đang có cầm hàng mà bị những cái tình trạng là có thể xử lý lỗ ba năm phần trăm thì chắc là mình sẽ xử lý nha bởi vì trước khi những cái thằng này đăng, tăng á, thì nó đã có từ những cái vùng giá dưới 10 thì hiện tại là 11 chúng ta không biết là nó có quay về những cái vùng giá dưới 10 hay không nhưng trước mắt là anh chị hãy quản trị cái phần rủi ro của anh chị trước HDC là một trong những cái thằng khỏe ha và nó test về những cái vùng bên dưới này và kỳ vọng nó sẽ tái thuốc lại được nó sẽ mở ra những cái mua đằng sau khối lượng ngày hôm nay nó có những cái cây đợi giá khá là tốt và không có tổ chức bán ở phiên ngày hôm nay một vài thằng Nhật EDJ này cũng có những cái sự tham gia đỡ vào và uh, giảm chỉ 3.1%. KDH ngày hôm nay cũng được cứu và KDH là một trong những cái thằng cũng phát hành trái phiếu rất là kinh khủng. Và anh chị thấy khi một thằng được cứu thì sẽ mang cái tâm lý là giải tỏa cho những cái thằng khác. KHG cũng được cứu nó nhìn chung những cái thằng bất động sản ngày hôm nay được cứu thì em vẫn kỳ vọng cho những anh chị nào mà mình đang kịp mình có thể mình xử lý và đối với những cái thằng Novaland thì cái phần nợ vay của nó một ngày phải trả đâu đó khoảng 10 tỷ là một con số rất là khủng khiếp mà cái nợ vay của nó còn lớn hơn 4 chủ sở hữu ra những cái thằng này cái khả năng mà nó phá sản á thì à, em nghĩ là cái quan điểm của em nó sẽ rất là thấp bởi vì những cái thằng này là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu bất động sản của Việt Nam mà anh chị nào mình nhớ vào cái tình trạng của bất động sản Trung Quốc vào khoảng cuối năm 2021 tháng 12 và tập đoàn Evergrande nó bị vỡ nợ về bơm trái phiếu và không có khả năng thanh toán thì cuối cùng là chính phủ cũng đưa tay giang tay ra cứu và Trung Quốc họ cũng vừa, họ vừa rồi cũng bị vỡ rất là nhiều những cái trái phiếu về những cái bơm trái phiếu và cái cách xử lý của họ là đối với những cái nhà đầu tư họ có những cái giá trị trái phiếu tương đương với sản phẩm nhà ở thì được quyền đổi ngang hoặc là các chủ đầu tư các người phát hành trái phiếu các tập đoàn bất động sản họ sẽ thương lượng trực tiếp với người dân tức là trái chủ để mà dời lại những cái lãi suất dời lại những cái đáo hàng của họ còn đối với tình hình của thị trường bất động sản Việt Nam thì cái vấn đề mà để mà mình đổi ngang những cái sản phẩm em nghĩ sẽ rất là khó bởi vì bất động sản Việt Nam đặc tính là dính pháp lý rất là nhiều và hiện tại hơn 100 doanh nghiệp bất động sản chưa được những cái quá trình xây dựng dự án vì dính pháp lý chuyển chuyển từ đất nông nghiệp sang đất nhà ở hay là ABCD rất nhiều những cái thông tin đấy thì nhìn chúng bất động sản là một trong những cái nhóm ngành mà rất là tiềm năng nhưng ở thời điểm hiện tại đang bị siết về những cái rung tín dụng thành ra nó cũng rất là khó khăn nha anh chị một vài công ty bất động sản như là Hưng Thịnh hay là Novaland nó cũng có những cái sự cắt giảm biên chế, cắt giảm nhân sự rất là nhiều. Và đối với những cái thằng này có thể là mình sẽ chờ rất là lâu, đâu đó khoảng 6 tháng đến 1 năm trước khi những cái thông tin về nới rung tín dụng ra thì nó sẽ có những cái cơn sóng bất động sản trong năm 2023. Và nếu như có những cái cập nhật nào thì mình sẽ cập nhật với anh chị ngay nhé. Và nếu như anh chị có những câu hỏi thì mình cứ để lại bên dưới phần bình luận. Ngày hôm nay mà trong những ngành bán lẻ này, nó cũng có những cái sự đỡ giá và phục hồi lên. Nhưng đối với những cái thằng này á, ngày hôm nay đỡ giá không chắc là nó sẽ có những cái nhịp bật tăng 15-20% mà nó sẽ tái thức lý lại bởi vì đây là một trong những cái vùng kẹp với khối lượng rất là, rất là lớn. Và anh chị thấy những cái thằng này mang tính chất là điều phối chỉ số thị trường bởi vì nó là một trong những cái thằng cổ phiếu trụ. Mà những nhóm ngành bán lẻ thì có phân tích rất là nhiều. Nó là trong những quá trình phân phối rồi em đã phân tích nó phân phối từ những cái giai đoạn trên đây rồi chứ không phải là dưới đây nên nó có hồi thì có chăng là chị kẹp mình nên cân nhắc mình bán chứ không phải là những cái điểm mua FRT cũng vậy ha những cái thằng này đang trong những quá trình phân phối rồi BED cũng vậy nè HKX, đã gãy rồi nhìn chung những cái thằng bán lẻ em nghĩ là nó đã hết vị rồi hết câu chuyện rồi không có mấy là những cái gì tốt đâu nên là chị cũng cân nhắc Vinamilk thì nó đang những vẫn giữ được cái trend xuống khá là tốt khi mà tự doanh khó ngoại vẫn liên tục mua rộng với những cái thằng Vinamilk ha còn đầu tư công thì vừa rồi nó có những cái thằng như là CI này, bật tăng lên nhưng mà nó cũng gãy cùng với thị trường ngày hôm nay bật tăng 2.8 nó cũng không nói lên được nhiều đó anh chị mà với khối lượng như thế này thì em nghĩ nó sẽ có những cái nhịp phục hồi test về những cái vùng kháng cự bên trên nhưng không phải những cái điểm nên chị mua nhé HBC này HBC vẫn đang gãy. thì cần phải chú ý những cái thằng nào đang trong những cái xu hướng xuống mà nó có những cái điểm đỏ này ví dụ như HBC này hay là FCN này đó thì anh chị thấy là gì cái cửa mà mình có là nhuận sẽ rất là thấp đây ở trong những cái xu hướng xuống này đa số là sẽ gãy nhé đa số là sẽ gãy còn cái vấn đề nếu như nó muốn tăng á, thì thứ nhất nó phải có những tín hiệu về sóng dòng thứ hai dòng tiền phải vào liên tục nó sẽ giống như cái con bao thì sẽ ok còn không thì sẽ rất là khó khăn và nếu như anh chị chưa đăng ký kênh thì anh chị bấm một cái nút đăng ký kênh cũng như là like video và anh chị nào có những câu hỏi về cổ phiếu, về thị trường thì có thể để lại bên dưới phần bình luận nha. Em sẽ hỗ trợ anh chị trong những video kế tiếp và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Chúc anh chị một buổi tối thật là ngon nhất. Và nếu như có những cái thông tin nào mới cập nhật về thay đổi quan điểm, thay đổi về thị trường thì em sẽ cập nhật ngay tại room cộng đồng và anh chị có thể quét mã QR code bên góc trái và anh chị có thể mình follow kênh YouTube của em nhé. Xin chào hẹn gặp lại anh chị trong video ngày mai. Kỳ vọng thị trường của mình nó sẽ có những nhịp phục hồi đủ lớn để anh chị có thể sớm có những cái khoản lợi nhuận.